Các người muốn làm gì? Xem ra là cực phẩm. Cần kiểm hàng cho đại ca không? Không kiểm hàng, sao biết có hợp khẩu vị đại ca không? Phải không nào? Ừ, các người. Tam Ma Giang Bắc kêu họa một phương, giang hồ môn ta lo chuyện giang hồ. Hôm nay là ngày chết của các người. Giang hồ môn, Nạp Lan Dung Nhược chống đối Tam Ma ta, đồng nghĩa tự tìm được chết. Bay trận. Lên. Nếu cô có năng lực bảo vệ một người thì nhất định phải bảo vệ cô ấy. Nếu người đó rất quan trọng với cô thì cô phải bất chấp tất cả. Nếu người đó là tình yêu của đời cô thì cô phải trao đi hết thảy. Đứng lên. Đưa đi. Đi, đi, đi. Kiếm đàn dao. Đi mau. Trọng Minh ca ca, Trọng Minh ca ca, thất kiếm xuống thiên sơn. Hoa thất tình. Xin hỏi cô nương, Nạp Lan đại ca, ta thay Trọng Binh ca ca tạ lỗi với huynh.
Nhiều năm trước, huynh ấy trọng thương, từ đó đã mắc chứng mất hồn, mất hết ký ức trước kia. Bức tranh ban nãy huynh thấy là ta phác họa theo giấc mơ của huynh ấy. Cũng tại đại phu như ta bất tài quá, bao năm qua không thể chữa khỏi cho huynh ấy, mới khiến huynh ấy mắc sai lầm như vậy. Nạp Lan đại ca, nếu huynh một mực muốn truy cứu, ta bằng lòng chịu tội thay huynh ấy. Cô có biết hôm nay hắn đã thả ai không? Mấy tháng trước, có không ít thiếu nữ trong giang hồ mất tích kỳ lạ. Trong số đó chẳng thiếu nữ đệ tử và gia quyến thuộc các môn phái lớn. Giang hồ môn ta phụng lệnh điều tra chuyện này, cuối cùng tra ra được là do ta ma giang bắt gây ra. Ngặt nổi chúng có hành tung quái lạ, nên bọn ta mới nghĩ ra chiều dụ trắng xuất hang. Hôm nay để chúng chạy thoát, muốn bắt lại khó như lên trời. Thiếu gia, nhị ma trốn thoát, quay về e là khó giải thích. Hay đưa kẻ đó về, để dễ về ăn nói. Ta biết giang hồ môn phá án cực có chứng cứ, nhưng Trọng Minh ca ca chỉ là một bệnh nhân mất chứng mất hồn. Ta sẽ theo mọi người về giải thích. Tính sổ thì tìm ta, đừng ước hiếp một cô gái. Ta đã nghe được cuộc nói chuyện của mấy người. Tóm lại, người do ta thả, muốn chém muốn giết tùy các người, nhưng Hoán Liên vô tội. Vậy được, ta thấy huynh là người trọng tình trọng nghĩa, ta cho huynh một cơ hội lấy công chuộc tội. Cứu mạng! Thả ta ra! Cứu mạng! Người đâu? Thả ta ra! Thả ta ra! Cứu mạng! Hắc Ngọc Phượng, thả nữ ma đầu chuyên hút nội công nữ tử để luyện tà công. Hôm nay dù ta có chết cũng phải chết chung với cô. Không tự lượng sức. Đại ca, đại ca, ta đã bảo khi ta luyện công không được làm phiền. Đại ca xuất hiện rồi, kiếm đạn dao đã hiện thế. Thuộc hạ bái kiến chúa công. Chuyện gì? Chúc mừng chúa công sắp được thỏa nguyện. Là sao? Chúc mừng chúa công đã tìm được kiếm đằng dao. Ở đâu? Sa vô định thấy tận mắt một thiếu niên tay cầm kiếm đằng dao. Chỉ là e ngại người của giang hồ môn cũng ở đó, nên đành về báo tin trước. Giang hồ môn, hắn là người của giang hồ môn, trông không giống. Thuộc hạ đáng chết, giờ sẽ cử người đi tra rõ lai lịch thiếu niên đó ngay. Điều tra trong bí mật, chớ đánh trắng động cỏ. Dân trấn tam tập. Quán trọ Nhị Nguyệt Xuân. Hai vị, cho hỏi hai vị hiệp lữ ở trọ sao? Phải. Tiểu nhị, qua đây, đến ngay. Khách quan. Đây. Sao, chưa thấy nữ tử bao giờ à? Không phải, dạo này không được yên bình,
nữ tử chẳng mấy ai dám ra đường. Thiếu hiệp phải canh chừng phu nhân đấy. Đưa bọn ta đi nhận phòng. Được, mời đi bên này. Đi thông thả à? Để ý nhé à. Ngài cẩn thận. Nào, bên này. Khách quan, chờ lát nhé. Nhìn gì, đi mau. Mời đi bên này. Khách quan, đi cẩn thận ạ. Khách quan, gian này đây. Hai vị khách quan, mời vào trong. Đi thôi, đa tạ. Cần gì cứ gọi ta một tiếng. Vừa rồi tiểu nhị xem chúng ta là hiệp lữ, mong Hoáng Liên cô nương đừng để bụng. Hai người trễ nửa canh giờ. Ta còn tưởng hai người đã đổi ý. Ta đã hứa giúp huynh bắt Tam Ma Giang Bắc thì sẽ không nuốt lời. Nhưng lẽ nào không còn cách khác sao? Ta không muốn mạo hiểm. Trọng Minh ca ca không cần lo cho ta. Nhưng bệnh của ta, Hách Ngọc Phượng tu luyện tà công, đêm rằm hàng tháng đều phải hút nội lực của nữ tử học võ. Hôm qua hai thuộc hạ của ả không bắt được người, mà tối nay chính là ngày rằm 15. Chúng chắc chắn sẽ ra tay lần nữa. Chỉ tiếc giang hồ môn không có nữ tử, không thì cũng đã không để mạo cô nương chịu thiệt làm mồi nhử. Nạp Lan đại ca khách sáo quá rồi. Tam Ma Giang Bắc làm nhiều việc ác, ai cũng muốn tiêu diệt. Huống gì chuyện này do bọn ta mà ra, ta không thể thoái thác trách nhiệm. Hoáng Liên là do ta mà ra, mình đã nhất trí rồi mà. Với lại có Quỳnh và Nạp Lan đại ca, ta sao không sao đâu. Đúng chứ? Người của ta canh giữ trong quán trọ, đêm nay trừ khi chúng không tới, chỉ cần chúng dám tới là sẽ có đi không có về. Cô yên tâm, ta sẽ bảo vệ cô, không để cô gặp chuyện gì đâu. Người là ai? Sát thủ. Kẻ khi nãy có khi nào là một trong Tam Ma? Chắc không phải. Có lẽ là thám tử nhỉ? Bác về ra hỏi là biết. Thiếu gia, sao thế? Tà ma võ công lợi hại, chúng ta trúng kế rồi. Những người còn lại đâu? Bị phây khốn rồi. Thiếu gia, cứu họ với. Người đang ở đâu? Rừng trúc thành tây. Hai người ở đây, đừng đi đâu hết. Nào, ta là đại phu, để ta giúp huynh. Ngươi là ai? Thả cô ấy ra. Muốn biết ta là ai, bắt được ta rồi tính. Quỷ thiếp bì.
các người là người Ngũ Long Bang. Xem như ngươi có chút hiểu biết. Người của ta đâu? Người của ngươi? Chết rồi, dám động tới người giang hồ môn ta, ta bắt các ngươi đền mạng. Rút đi. Hoáng Liên, Hoáng Liên ở đâu? Trọng Minh ca ca, ta ở đây. Hoáng Liên, cô không sao chứ? Ta không sao. Mặc kệ các người là ai, thả cô ấy ra ngay. Thả cô ấy cũng được, nhưng người phải ở lại. Tham kiến thiếu chủ. Trọng Minh ca ca, người này là cha huynh thật sao? Ta không biết. Ông có chắc ta là con trai Thạch Thiên Thành, bang chủ Ngũ Long Bang không? Thiếu bang chủ, chắc chắn không sai. Tuy ta chưa gặp cậu, nhưng kiếm đằng dao cậu cầm đã đủ chứng minh dòng máu của cậu. Mấy năm trước ta trọng thương hôn mê, được Hoáng Liên cô nương cứu. Nhưng sau khi ta tỉnh lại, chẳng những mắc chứng mất hồn mà còn quên sạch chuyện trước đây. Ta chỉ biết thanh kiếm này luôn trong tay ta, nhưng ta không tài nào nhớ nổi thanh kiếm này ở đâu ra. Kiếm đằng dao cũng như đích lư trong loài ngựa, sinh ra đã biết bảo vệ chủ. Thạch bang chủ lấy máu dâng cho kiếm, vì thế chỉ có con cháu của ngài sử dụng được kiếm này. Bảo sao mỗi lần Quynh xuất hồn, võ công lại mạnh lên. Thì ra là thanh kiếm này đang bảo vệ Quynh. Đúng thật, do cha ta để lại. Hoáng Liên, cuối cùng ta cũng có họ tên rồi. Hóa ra ta tên Thạch Trọng Minh. Trưởng lão, ông mau đứng lên đi. Có gì đứng lên nói. Thiếu bang chủ, bọn ta đã tìm cậu nhiều năm, nay mãi cũng được toại nguyện. Mong thiếu bang chủ báo thù rửa hận cho hàng ngàn quân đệ Ngũ Long Bang. Ngũ Long Bang ta dù không phải môn phái lớn gì, nhưng 10 năm qua yên phận một phương, xong dân đen vô tội, kẻ có tài lại bị ganh ghét.
chỉ vì trong thánh địa Ngũ Long Bang mọc lên hoa thất tình, nên mới rước họa diệt môn. Hoa thất tình? Hoa thất tình là thứ gì? Tương truyền hoa thất tình chỉ sinh trưởng ở nơi âm dương hội tụ. Hoa có 7 màu, không chỉ có thể cải tử hồi sinh mà còn tăng cường công lực. Vậy nên rất nhiều người trong giang hồ đều dòm ngó đến nó. Nhưng ta luôn tưởng đó chỉ là lời đồn, không ngờ lại có thật. Không, hoa thất tình không phải lời đồn. Nó sinh trưởng tại thánh địa Ngũ Long ở Ngũ Long Bang. Cũng nhờ có hoa thất tình, Thạch Bang chủ đã luyện được thần công tuyệt thế, mãi luôn bảo vệ cho đệ tử Ngũ Long Bang. Nhưng nhiều năm trước, Thạch Bang chủ bỗng mất tích. Không bao lâu sau, Tam Ma Giang Bắc đột nhiên đánh vào. Chúng ép bọn ta giao bản đồ thánh địa Ngũ Long. Bọn ta không nghe, nên chúng đại khai sát giới, bài vị bang chủ Thạch Thiên Thành. Trong một đêm, chúng đã giết cả ngàn huynh đệ của chúng ta, độc chiếm Ngũ Long Bang. Ta đưa theo mấy mươi người chạy thoát, ẩn cư ở quỷ thôn này, sống bằng người không ra người, ma không ra ma. Giờ quá tốt rồi, có thiếu bang chủ, Ngũ Long Bang ta ác sẽ chấn chỉnh lại, báo thù rửa hận. Không ngờ chuyến này không những tìm được kiếm đàn dao mà còn trừ khử được Dương Nghiệt Ngũ Long Bang, đúng là niềm vui bất ngờ, một công đôi việc. Đồ ác ma Hách Ngọc Phượng, cô giết giáo chúng ta, hại bọn ta trốn chui trốn lủi bao năm qua. Món nợ máu này ngày hôm nay lão phu phải đòi lại bằng được. Chỉ dựa vào ông? Quả nhiên kiếm đằng dao nằm trong tay ngươi. Ngươi là gì của Thạch Thiên Thành? Không đến lượt cô hỏi. Hoáng Liên, Trọng Minh, thiếu chủ, mau theo ta. Thiếu chủ, mau lên đi. Ta không đi. Ông đã gọi ta là thiếu chủ thì ta không thể để họ chết qua ngủ. Hách Ngọc Phượng đã luyện thành tà công, nhóm chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của ả. Thiếu chủ phải giữ lấy tính mạng, sau này mới trả thù được cho Ngũ Long Bang. Trưởng lão nói đúng. Đi thôi Trọng Minh ca ca. Mau đi thôi. Đi. Trưởng lão, trưởng lão, đi, từ từ thôi. Hoáng Liên, ta ngũ tạng ta hư tổn, không cứu được nữa.
thiếu chủ. Kiếm đằng dao là chìa khóa mở ra cổng thánh địa Ngũ Long, cần phải bảo quản cho kỹ. Hách Ngọc Phượng đã biết kiếm đằng dao trong tay cậu. Cậu phải cẩn thận. Trưởng lão, trưởng lão, ban chủ, lão phu cố hết sức rồi. Trưởng lão, trưởng lão, trưởng lão. Hoàng Liên, Hoàng Liên. Trưởng lão yên tâm, ta nhất định, ta nhất định trả thù cho ông. Chết nhanh thế. Cô là kẻ thù của Ngũ Long Bang thì chính là kẻ thù của ta. Hôm nay ta sẽ báo thù cho Ngũ Long Bang. Vậy thì cho ta chiêm ngưỡng xem kiếm đằng dao có gì ghê gớm. Hoàng Liên, kiếm đằng dao cũng chỉ có vậy. Hoàng Liên, nào, thuộc hạ vô dụng, không thể đem kiếm đằng dao về. Ta đã bảo đừng đánh trắng động cỏ rồi mà. Chúa công, chúa công, xin cho thuộc hạ thêm một cơ hội. Không cần, ta tự biết sắp xếp. Chúa công, biến đi. Dân, Hoàng Liên, cô tỉnh rồi. Xin lỗi, ta đã không thể bảo vệ cô. Là do ta liên lụy huynh. Hai người không sai gì cả, tại ta suy nghĩ không chu toàn. Ta đã rắc hương thu điệp lên người Mạo cô nương. Dù cô bị bắt đi, ta cũng có thể truy vết. Nhưng không ngờ vẫn muộn một bước. Uổng cho ta là đại phu mà lại không phát hiện trên người mình có hương thu điệp. Mạo cô nương đừng hiểu lầm, ta làm thế để tiện bề tìm cô thôi. Nếu không có mùi hương dẫn lối thì Nạp Lan Quynh cũng không thể tới kịp. Bất kể thế nào, nếu mà cô nương gặp chuyện thì ta khó thoát trách nhiệm. Nạp Lan đại ca không cần tự trách. Nếu chuyện này không xảy ra thì sao Trọng Minh ca ca biết được thân thế mình chứ? Năm xưa Ngũ Long Bang bị diệt trong một đêm, giang hồ môn cũng có điều tra chuyện này, nhưng mãi không có manh mối. Không ngờ cũng là do Tam Ma Giang bắt làm, mà đầu Hách Ngọc Phượng. Đứa kiếp này ta không thể tự tay giết chết kẻ thù, ta thề không làm người. Trọng Minh ca ca, ta hiểu tâm trạng của huynh, nhưng với công lực của huynh bây giờ, dù có còn cả ta cũng không phải là đối thủ của Hách Ngọc Phượng. Chớ có manh động. Mà cô nương nói đúng, nếu muốn trả thù thì chuyện này huynh phải bàn tính lâu dài. Ban nãy ta có nghĩ đến, giờ chỉ có nước tìm ra thánh địa Ngũ Long, tìm ra Hoa Thất Tình,
có Hoa Thất Tình. Ta không tin, không đối phó được nữ nhân đó. Hoa Thất Tình? Đúng, Hoa Thất Tình có thể tăng công lực, còn có thể khiến người ta cải tử hồi sinh. Nhưng Quynh vẫn chưa lấy lại được ký ức. Người ở quỷ thôn lại chết hết, còn ai biết thánh địa Ngũ Long ở nơi nào chứ? Có lẽ ta giúp được. Giang Hồ Môn. Đây là Thiên Cơ Các, nơi Giang Hồ Môn ta lưu trữ tin tức giang hồ. Nơi đây ghi lại hành vi ngôn từ của các môn phái lớn và cao thủ võ lâm để tham khảo lúc phá án. Ở đây có tài liệu về Ngũ Long Bang, nhưng có nội dung về thánh địa Ngũ Long hay không thì ta không biết. Từ lâu đã nghe giang hồ môn nhiều tai mắt, hôm nay được thấy mới biết lời đồn không đáng tin. Sao lại nói vậy? Đâu chỉ là nhiều tai mắt, rõ ràng là đi vào từng ngóc ngách. Xem là biết thôi. Ta không sao. Đa tạ. Hai người xem này. Đây. Bọng cây vàng rồi cũng tỉnh. Xương khô vạn bộ sầu trăm mối. Lệ thủy bờ nam thanh sơn hướng bắc. Món nhuộm áo vàng mãi chẳng về. Chẳng lẽ chỗ này là kiếm cát? Kiếm cát? Đó là nơi xuất hiện trong giấc mơ của huynh còn gì? Kiếm cát? Cha, nghĩa phụ, hai người đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Bỏ con ra. Bỏ con ra. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Trọng Minh. Trọng Minh. Trọng Minh ca ca, lại mơ thấy ác mộng sao? Muộn vậy rồi. Sao cô còn chưa ngủ? Ta sợ chứng mất hồn của huynh tái phát.
nên qua thăm quân. Cô muốn chữa khỏi chứng mất hồn của ta lắm sao? Dĩ nhiên rồi. Nếu chữa không khỏi, cô sẽ làm sao? Hôm nay tìm kiếm hồ sơ, ta có tìm tài liệu về chứng mất hồn. Trong đó nói, khi chứng mất hồn phát tác, có thể chết bất cứ lúc nào, và chưa từng có ai được chữa khỏi. Quân đừng tin những lời này. Người khác không thể không có nghĩa là ta không thể. Chỉ cần tìm thấy Hoa Thất Tình, ta chắc chắn chữa được cho Quân. Ta biết cô cố hết sức rồi, nhưng đã bao nhiêu năm rồi vẫn không khỏi. Ta thấy thôi đi vậy, đừng tiếp tục nữa, như vậy ta sẽ chỉ càng đau đớn, cô chỉ càng thêm mà thôi. Mình biết tối nào cô ấy cũng túc trực ở bên mình. Vì cô ấy không mong mình ngủ rồi không dậy được nữa. Mình biết tối hôm nào đó mình sẽ chết trong mơ. Mình mong lúc đó chỉ có một mình, vì mình không muốn cô ấy phải buồn. Có người nói mất trí nhớ là vì không muốn đối diện với bản thân trong quá khứ, nhưng càng không muốn đối diện bản thân ở hiện tại. Nếu mình không mất trí nhớ thì chắc sẽ dũng cảm hơn. Nhưng nếu mình không mất trí nhớ thì liệu có còn gặp cô ấy không? Âm nhạc tuyệt diệu thế này, mong sao được nghe mỗi ngày. Cũng mong tình yêu đôi ta mãi chẳng đổi thay. Tình yêu đôi ta có hàng trăm triệu đôi mắt cùng chứng kiến. Mắt? Mắt ở đâu ra? Học chưa đến chốn, để mà cô nương chê cười rồi. Xuân vẫn như xưa, chỉ mỗi người hao gầy, lệ nhòa phấn son, ướt đẫm khăn lụa. Hoa đào rụng rơi, phủ đầy mặt hồ nơi lầu cát. Thề non còn đó, nhưng khó gửi qua thư gấm. Không ngờ Nạp Lan đại ca cũng là người khốn khổ vì tình. Bạn tốt dễ kiếm, tri âm khó tìm. Không ngờ bảo cô nương lại là tri âm của ta. Tri âm không dám nhận. Có lẽ chỉ cùng chung cảnh ngộ thôi. Có lẽ cô yêu người đó là để bản thân được vui. Cô nương, chắc cô đã hiểu. Người chỉ khiến cô vui thì không phải yêu. Người làm cô đau khổ sau khi mất đi mới là yêu. Nạp Lan đại ca, tuy ta không biết người Quynh Dung nhớ đang ở đâu, nhưng Quynh nặng tình thế này, ta tin rằng hai người sẽ vượt qua mọi khó khăn, bên nhau đến bạc đầu. Nhu Nhi, cô nương đó nói ta nhất định có thể cùng nàng bên nhau đến bạc đầu. Nàng bằng lòng không? Ta biết nàng không nỡ xa ta, nên ta dùng băng phách tổ truyền giữ lại hơi thở cuối cùng của nàng. Nàng phải gắng lên, ta nhất định sẽ giúp nàng tỉnh lại.
Đại ca, đám vô dụng này, ta có hút nhiều đến mấy cũng vô ích. Không có khoa thất tình, thần công của ta làm sao luyện được tới tầng 9? Nhưng chúa công không cho chúng ta nhúng tay nữa. Hắn không cho thì sao? Sau khi thần công ta luyện thành công, sẽ giết hắn đầu tiên. Hai người ở lại đây, chờ sau khi thần công ta luyện thành thì thay ta tiếp quản Ngũ Long Bang ngay. Dân. Lại là cô. Lần trước để các ngươi may mắn thoát được, hôm nay bản tọa ác cho các ngươi không còn mẫu xương. Vậy thì xem bản lĩnh của cô đó. Đa tạ anh hùng ra tay cứu giúp. Đi ngang thôi, không đáng nhắc đến. Từ lâu ta đã nghe kể nữ ma đầu này làm bao việc ác. Hôm nay ta bắt gặp coi như ả đen đuổi. Xin hỏi quý danh anh hùng. Tại hạ Tân Long Tử, ra là Ngũ Kiếm Thiên Sơn. Tại hạ Nạp Lan Dung Dược của Giang Hồ Môn bái kiến tiền bối. Hai vị đây là Thạch Trọng Minh, Mạo Khoáng Liên. Kiếm đằng giao, Thạch Thiên Thành là gì của cậu? Ông biết cha ta? Thạch Thiên Thành là cha cậu à? Năm xưa cha cậu Thạch Thiên Thành và Quế Thiên Lan hẹn quyết đấu ở Kiếm Cát, mời sư huynh ta đi làm chứng. Kết quả ba người cùng mất tâm. Không ai biết năm đó Kiếm Cát đã xảy ra chuyện gì. Ta tìm họ nhiều năm cũng bạc vô âm tín. Nếu cậu không mất trí nhớ thì tốt rồi. Chắc cha cậu đã nói với cậu tung tích sư huynh ta. Không giấu gì tiền bối, ba bọn ta đang lên đường tới Kiếm Cát. Nếu tiền bối không ngại thì mời đồng hành. Các người biết Kiếm Cát ở đâu? Trong Thiên Cơ Lâu ở Giang Hồ Môn có ghi chép về địa điểm Kiếm Cát. Nghe nói Kiếm Cát đầy rẫy cơ quan, kẻ xông vào thập tử nhất sinh. Ba người, thế này đi, ta đi cùng các người. Nếu tìm được sư huynh thì tìm, không tìm được thì cứ xem như giúp gia cậu Thạch Thiên Thành bảo vệ cậu an toàn. Trọng Minh ca ca, ăn chút gì đi. Dọc đường huynh cứ câu mày, là đang lo lắng gì sao? Qua con sông này, phía trước là đến Kiếm Cát rồi. Cô về đi. Quên nói gì? Cô cứu ta một mạng, ân tình đại ta sẽ báo đáp. Chỉ có điều tìm thánh địa Ngũ Long là việc của ta. Dù sao cô cũng là người ngoài, không cần cố bận tâm. Quỳnh đối xử với ta như vậy, ta không để bụng. Nhưng khi xưa ở Dược Vương Cốc, là ai sẽ bảo vệ ta cả đời bình an? Chặn đường phía trước nguy hiểm muôn trùng, chẳng may cô gặp chuyện gì, ta chẳng có hơi sức bảo vệ cô đâu. Ta biết, suốt dọc đường Quỳnh xem ta là gánh nặng, muốn vứt bỏ ta. Nhưng Quỳnh có từng nghĩ, những năm Quỳnh bình đau, Quỳnh là gì của ta chứ? Ta không khéo ăn nói. Cô đi đi, ta là đại phu, Quỳnh là bệnh nhân, có điều cũng là ta đuổi Quỳnh đi. Quán Liên, cô thông minh như vậy sao lại không hiểu chứ? Tất nhiên ta hiểu. Quỳnh sợ thân thế của mình trước họa sát thân, càng sợ liên lụy ta, nên Quỳnh mới cố tình lạnh nhạt với ta. Giờ Quỳnh bảo ta đi,
vì sợ kiếm cát đầy rẫy nguy hiểm, huynh không muốn liên lụy ta, cả không muốn đau lòng khi ta bị thương, đúng không? Trọng Minh ca ca, ta biết giờ huynh đang rất hoang mang. Mặc dù huynh biết thân thế của mình rồi, nhưng vẫn chưa hồi phục trí nhớ. Huynh chưa biết sẽ phải đối mặt điều gì tiếp đây. Nhưng còn ta mà, dù cho con đường phía trước thế nào, ta sẽ luôn ở bên huynh. Khoáng Liên, nếu cô biết nghĩa phụ cô chết vì ta, Khoáng Liên, hai chúng ta đến với nhau sẽ dạy vò cho cả hai. Cả đời này ta không thể tha thứ cho mình vì đã gây ra tổn thương cho cha cô và cả cô. Khoáng Liên cô nương, trâm cài của cô đẹp lắm. Cảm ơn. Trọng Minh ca ca tặng ta đấy. Tuy Trọng Minh thốt ra lời đuổi cô đi, nhưng thật ra trong lòng chẳng hề muốn thế. Dù ta không thể hiểu nỗi đau khi mất trí nhớ của huynh, nhưng vướng mắc trong tình cảm ta vẫn hiểu được. Một người đến cả ký ức cũng không thể tìm lại thì có tư cách gì mà có được tình yêu? Bất kể ta là ai, ta cũng không xứng với cô ấy. Một người nếu không có ai ở bên thì đời này sẽ cô độc biết bao chứ. Còn việc huynh tốt ở chỗ nào, cô ấy rõ hơn huynh. Tam Ma Giang Bắc vẫn chưa tiêu diệt được, Khoáng Liên cô nương đi vào lúc này sẽ gặp nguy hiểm đó. Chuyện hai người để tính sau đi. Nhìn kia, năm con thuyền đó trông quái lạ thật, chắc là ẩn giấu huyền cơ. Ý huynh là dưới sông có cơ quan? Tiền bối, thấy sao? Nơi này vắng bóng người, lại neo năm con thuyền, có thể thấy số thuyền này không dùng để qua sông. Ta thấy dưới sông có cơ quan, mọi người phải cẩn thận. Nhưng nếu không đi thuyền thì chúng ta qua phía bên kia thế nào? Tất nhiên sẽ có cách thôi. Cơ quan nào cũng có cách phá giải. Tiền bối, có cách phá giải gì? Dù là cơ quan hay trận pháp, tìm ra mắt trận là phá được thôi. Mọi người xem, ký hiệu trên bờm đi. Năm màu vừa hay ứng với ngũ hành trời đất, kim mộc thủy hỏa thổ. Chỉ cần lên thuyền theo thứ tự ngũ hành tương khắc, chắc sẽ tìm ra cách phá giải.
kiếm cát. Cảnh tượng y hệt trong giấc mơ của ta. Lẽ nào ta từng tới đây thật? Nhớ ra gì không? Có thể đi vào là sẽ nhớ ra. Sẵn sàng chưa? Hình như mình từng tới đây. Sao mình không nhớ gì cả? Quỳnh không sao chứ? Đây là nơi nguy hiểm nhất kiếm cát, bố trí đầy cơ quan, bất cẩn tí là mất mạng như chơi. Phải chúng ta có cách gì vào không? Tiền bối nắm rõ cơ quan kiếm cát nhỉ? Mấy thứ này chỉ là trò vặt, phía trước có gì vẫn chưa biết. Theo ta. Theo sát vào. Nạp Lan, Ly, Trọng Minh, Phung, Khoáng Liên, Càng, ta phá cứng. Ta đếm đến ba, cùng chém đứt cơ quan. Một, hai, ba. Cha đặt tên con là Trọng Minh, ý mong con có trí tuệ của Trọng Đạt và Khổng Minh. Hiểu chứ? Nghĩa phụ, con cũng muốn học thất tinh quyền. Được, có chí hướng. Lúc luyện thuần thục thất tinh quyền, xương cốt sẽ có vết đốm. Chỉ khi chết rồi mới thấy. Thạch Thiên Thành, vài năm qua Quỳnh dứt bỏ vợ con, lặng mất tâm hơi, Quỳnh có xứng đáng với họ không? Họ là vợ con ta, dù ta có chết cũng không đến được người chăm sóc. Được, hôm nay chúng ta quyết đấu một trận sống còn. Ai sống phải chăm sóc cho mẹ con Trọng Minh. Cha, nghĩa phụ, con xin hai người đừng đánh nữa. Đừng
Con xin hai người đừng đánh nữa. Con xin hai người bỏ con ra. Thạch Thiên Thành, nó còn là đứa bé, không nên để nó thấy cảnh này. Vậy chúng ta đến kiếm cát đánh tiếp. Phó thành chủ, chăm sóc cho nó. Cha, nghĩa phụ, đừng đánh nữa. Ta nhớ ra rồi. Ta nhớ ra hết rồi. Cha ta quyết đấu cùng nghĩa phụ, bởi thế ta mới mắc chứng mất hồn. Cha, nghĩa phụ, con đến thăm hai người đây. Con đến thăm hai người đây. Chúng ta đi mau. Hoáng Liên, Hương Đồ Mi, đi thôi. Đi thôi. Lúc nãy Quynh phát tán chứng mất hồn, may mà Khoáng Liên cô nương ra tay kịp, không thì e là Quynh không ra được rồi. Quynh định bao giờ mới cho cô ấy biết? Quynh đã biết mình có thể chết bất kỳ lúc nào, tại sao còn che giấu tình cảm của mình? Chẳng lẽ Quynh muốn cô ấy không bao giờ có được đáp án sao? Bỏ đi, Quynh không bao giờ biết được đâu. Mạo cô nương, áo vàng trong tay cô là Trọng Minh ca ca xem. Nơi hoa thất tình nở là ở ngoài chân trời. Đây là bản đồ Thánh Địa Ngũ Long. Bản đồ Thánh Địa Ngũ Long. Tiền bối, ngài muốn làm gì? Ta làm gì? Ta còn phải hỏi cậu đó. Sao cậu lại đầu độc Mạo cô nương? Tiền bối, có ý gì vậy? Ta đã thắc mắc suốt dọc đường. Hai người tìm kiếm cát là để tìm Thạch Thiên Thành và Ngũ Long Bang. Ta vì sư huynh mình, vậy còn hắn, nếu chỉ vì đạo nghĩa, bèo nước gặp nhau thì cũng nhiệt tình quá đấy. Tiền bối, ông lo xa rồi. Ta tin tưởng con người Nạp Lan Quynh. Vậy sao? Giờ con hỏi thử hắn, sao trên trăm của Mạo cô nương có bột độc từ Hương Đồ Mi? Theo ta được biết, Hương Đồ Mi là thuốc độc chỉ giang hồ môn có, chuyên trị kẻ xấu tội ác cùng cực. Tiền bối, ông biết từ bao giờ Hương Đồ Mi không màu không vị, nhưng có một nhược điểm trí mạng là phát sáng dưới ánh lửa. Lúc vào kiếm cát ta mới phát hiện ra Hương Đồ Mi
đúng là người tính không bằng trời tính. Hôm nay ở bờ sông, Quỳnh khen Trâm ta đẹp. Đã hạ độc vào lúc đó phải không? Tại sao? Cô còn nhớ ý trong tiếng tiêu của ta không? Vì cô ấy, nàng ấy là thê tử ta. 3 năm trước trúng phải kịch độc, vô phương cứu chữa. Ta dùng băng phách gia truyền, miễn cưỡng giữ lại hơi thở cuối cùng của nàng. Chỉ có Hoa thất tình mới đánh thức được nàng. Quỳnh muốn sao lại không nói ra? Sao Quỳnh biết Trọng Minh ca ca sao không giúp? Vì ta biết nỗi đau khi mất người thân. Quỳnh ấy muốn báo thù, Hoa thất tình là hy vọng duy nhất. Còn ta, ta chỉ đành ra hạ sách này. Quỳnh cần Hoa thất tình có thể nhắm vào ta. Tại sao lại hạ độc cô ấy? Vì ta biết cô ấy là người quan trọng hơn cả tính mạng Quỳnh. Hoàng Liên cô nương, xin lỗi, đừng khô môi múa mép nữa. Lòng dạ ngươi khó đoán, vì bí mật của thánh điện Ngũ Long, hôm nay quyết không thể giữ người. Cậu, đủ rồi. Nạp Lan đại ca, ta đã nói, ta mong Quỳnh được bên nhau đến bạc đầu với người mình nhớ nhung, nên ta không trách Quỳnh. Quỳnh đi đi, không có được Hoa thất tình đã là trừng phạt lớn nhất với Quỳnh rồi. Ta biết Quỳnh là người si tình, nên ta không trách Quỳnh hạ độc ta. Nhưng sao Quỳnh có thể lợi dụng tình cảm giữa ta và Trọng Minh ca ca chứ? Dù Quỳnh cứu sống được thê tử bằng cách này, thì cô ấy có chấp nhận con người đó của Quỳnh không? Quên đi đi, mong rằng chúng ta không bao giờ gặp lại nữa. Mặc dù đường phía trước nguy hiểm, nhưng giờ ta thật sự rất ngưỡng mộ Quỳnh. Đây là thuốc giải hương đồ mi, ta tính dùng để uy hiếp Quỳnh. Ta hạ độc rất nhẹ, uống thuốc giải là không sao nữa hết. Một khi Hoa thất tình tái xuất giang hồ, ác sẽ khơi lên gió tanh mưa máu. Lúc đó ta mong Quỳnh không đổi tâm ý ban sơ, bảo vệ cô ấy bình an trọn đời. Trưởng lão có nói kiếm đằng dao là chìa khóa cổng thánh địa, phải thử đi. Sao lại thế? Cẩn thận. Đẹp quá, Trọng Minh ca ca. Trọng Minh ca ca, bảo sao ta lật tung Ngũ Long Bang cũng không tìm ra, ra là cất ở nơi kín kẽ thế này. Cô giết giáo chúng ta, giết Ngũ Long Bang ta, hôm nay là muốn cướp thánh vật của ta.
Nợ cũ nợ mới, hôm nay tính luôn một thể đi. Mạnh miệng gớm. Lần trước để người may mắn trốn thoát chính là vì để ngươi đưa ta tới tìm thánh điện Ngũ Long. Ngươi tưởng ta sợ ngươi thật à? Hôm nay là ngày chết của ngươi. Bái kiến chúa công. Cô nhận ra ta khi nào? Hôm đó trong rừng, chúa công tung chưởng đã thương ta thì thuộc hạ đã biết là ngài. Chúa công đã tự mình ra mặt, thuộc hạ ắt không dám làm phiền, mãi đến hôm nay mới chạy đến giúp chúa công một tay. Tốt. Ông cũng vì hoa thất tình. Không thì ngươi nghĩ sao ta lại theo ngươi tới kiếm cát? Đã là vì chỉ có ngươi và kiếm đàn dao mới có thể đưa ta đi tìm hoa thất tình. Giờ đã tìm được hoa thất tình, để ta đưa ngươi đi gặp nghĩa phụ và cha ngươi nhé. Thì ra ông đã biết lâu rồi. Kể từ lúc cô không nghe lệnh, tự ý truy sát chúng, thì ta đã biết cô hai lòng. Hôm nay cô không hề tới để giúp ta một tay, mà là muốn diệt trừ ta, độc chiếm hoa thất tình. Cực kỳ ngu dốt. Không ngờ cuối cùng vẫn không đấu lại ông. Yên tâm, tay giữa các người vẫn còn tác dụng. Hoa thất tình. Có sao không, Trọng Minh? Liên Nhi, ta là nghĩa phụ con. Nghĩa phụ? Nghĩa phụ, sao người lại thành ra thế này? Do hắn hại cả. Năm đó ta được Thạch Thiên Thành nhờ cậy làm chứng cho cuộc quyết chiến của họ. Nào ngờ Trọng Minh chịu cú sốc, mắt phải chứng mất hồn. Ta bị hắn đánh lén ngã xuống vực, không ngờ rơi vào thánh điện Ngũ Long mới có cơ hội báo thù rửa hận. Muốn báo thù thì cùng lên đi. Trọng Minh ca ca. Trọng Minh ca ca. Trọng Minh ca ca.
Trọng Minh ca ca, Trọng Minh ca ca, xin lỗi, có lẽ ta phải nuốt lời rồi. Để Nạp Lan Quynh chăm sóc muội nhé. Không, ta chỉ cần Quynh, ta không muốn người khác. Mau, Hoa Thất Tình có thể cải tử hồi sinh. Nạp Lan đại ca, xin Quynh cô lấy Trọng Minh ca ca. Thôi vậy, ta đã báo được thù lớn, Hoa Thất Tình không còn tác dụng với ta nữa. Để Quynh ấy cầm đi đi. Khoáng Ly, xin lỗi. Nạp Lan đại ca, van xin Quynh. Nạp Lan đại ca, Nạp Lan đại ca, van xin Quynh. Nạp Lan đại ca, Trọng Minh ca ca. Ta không phải vì cô đâu, ta chỉ không muốn trên đời có thêm một người đau lòng. Khoáng Ly, Trọng Minh ca ca, Quynh tỉnh rồi. Đừng đuổi theo, Trọng Minh đã hết nguy hiểm. Giờ quan trọng nhất là phải chịu khó dưỡng thương. Tân Long Tử bị thương nặng, dù có lấy được Hoa Thất Tình thì cũng phải tu luyện rất lâu. Chúng ta có thể tính kế lâu dài. Nạp Lan đại ca, sao Quynh tìm được bọn ta? Ta đã bỏ hương thu điệp vào thuốc giải của cô. Hương thu điệp là bột hương thê tử ta thích dùng nhất. Ta nhờ vào mùi hương độc nhất này bám theo được tới đây. Nên từ lúc đó Quynh đã nghi ngờ Tân Long Tử rồi. Thực ra là còn sớm hơn, nhưng đó chỉ luôn là suy đoán của ta. Mãi đến khi hỏa trận trong kiếm cát khởi động lần hai, nếu ta đoán không nhầm, Tân Long Tử đã lén khởi động cơ quan khỏa trận, muốn nhân lúc hỗn loạn đưa Trọng Minh và kiếm đằng dao đi, cắt đuôi cô và ta. Vì sao Quynh không nói sớm? Do ta sai trước. Trong tình huống đó, ta nói gì chưa chắc mọi người đã tin. Trái lại sẽ khiến Tân Long Tử phòng bị, nên Quynh mới âm thầm đi theo. Thế tử Quynh phải làm sao? Ta tin nếu Nhu Nhi ở đây thì cũng sẽ chọn lựa như vậy. Về phần nàng ấy, rồi sẽ có cách thôi. Nhu Nhi, ta biết, để ở bên ta được lâu hơn. Mấy năm nay nàng vất vả rồi. Dù ta không đành lòng để nàng ra đi, nhưng càng không đành lòng thấy nàng chịu khổ.
Nhu Nhi. Đừng xuống suối vàng, xin chớ chần chừ, vì ta sẽ đi tìm nàng. Bất kể là kiếp sau nàng có nhớ ta không, ta đều sẽ về lại bên nàng. Ta khờ thật, cứ ngỡ hoa thất tình sẽ chữa khỏi chứng mất hồn của huynh ấy. Ta đã quên mất, trên đời có cả ngàn loại thảo dược trị thương, nhưng không có loại thuốc nào chữa được vết thương lòng. Quá khứ là gì không quan trọng, mất quá khứ còn hơn là mất tương lai. Trải qua những chuyện này, chứng mất hồn của Trọng Minh vẫn không hết. Có điều huynh ấy vẫn ở bên ta, chắc là do mất trí nhớ, huynh ấy đã quên cách bày tỏ. Nhưng cuộc đời có rất nhiều chuyện có thể học lại, ta sẽ luôn chờ huynh ấy. Nếu cả đời này huynh ấy không học được, ta sẽ chờ huynh ấy cả đời.